có mặt tại thành phố Oga của tỉnh Akita. Ủa cái gì mà giống cái phi thuyền của Shishia vậy? Cô đang đứng trước cái viên ngọc cuối cùng của bảy viên ngọc rồng đó. Chính là viên ngọc của Namahage. Còn muốn biết Namahage là ai thì hãy theo chân Miko nhé. Đây, thuyền hồi xưa giống như thuyền độc mộc bên mình á, chỉ bằng một khúc gỗ của một cái khúc cây lớn thôi. Mấy dụng cụ để làm tàu ngày xưa nè, cưa đục nè. Wow. Chà, không biết bảo tàng này có gì ha. Nhưng mà Miko thấy ở bên ngoài thì là chưa gì rùng rợn hết. Hình như đang nói về lịch sử ở nơi đây thôi. Namahage chính là một nét truyền thống văn hóa đó các bạn. Wow, vô đây coi nè. Đoạn văn lịch sử nói về truyền thống của Namahage. Bây giờ Miko bắt đầu
hiểu rồi đó. Ví dụ là người ta sẽ dùng những cái mặt nạ này nè, là để từng thời kỳ là người ta sẽ hóa trang thành Namahage, giống như là vị thần rừng, để tôn vinh vị thần rừng. À, Lan Chinh thấy là có rất nhiều những người Nhật mà lớn tuổi cũng tới đây để tìm hiểu về truyền thuyết này. Em cứ nghĩ đây là một cái truyền thuyết mà cũng như là rất là nhiều người biết rồi chứ. そうですね、まあ日本に住んでても ここ小鹿半島の生まれじゃないと生ハゲってこう皆さんよく分かってないもんですから、うん、ここ来て正しい生ハゲってなんだっていうのを聞いてみて覚えていただくっていう施設になりますかね。Vậy có phải là những cái cọng rơm trên người Namahage thì mang lại sự may mắn không? Và tất cả những cái núi là cứ là núi là có thần Namahage, có đúng không ạ? Shinzan to Honzan desu ne. Oga Hanto ni aru Shinzan Honzan Oyama tte iu to soko ni narimasu ne. Omamori desu. Warui mono opparau. Và để hiểu hơn về những gì mà anh ấy đã nói thì chúng ta sẽ cùng đi xem một màn trình diễn về Namahage nha. Arigato gozaimashita. Cảm ơn rất là nhiều. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn. Đây là một màn biểu diễn của Namahage. Tự nhiên dẫn vô căn nhà này nè, một căn nhà cổ của Nhật. Đây là nơi những câu chuyện kỳ bí sẽ được diễn ra. Ủa, Hả Thùng, tưởng số diễn đặc biệt đó có một mình Miko, chắc là cảm giác phiêu đã lắm luôn. Chết luôn. giật mình rồi cái khu nó chạy lại luôn á. Hồ nói gì với mấy cô sợ ơi sợ. Nhưng mà nói chung là bây giờ ra khỏi cái ngôi nhà vừa mới diễn kịch xong thì mấy cô nghe dịch là hiểu được nội dung rồi. Để lại là ngày 31 tháng 12 là ngày cuối năm, khi mà mọi người tụ họp lại để chờ một năm mới á thì Namahage sẽ đến. Kiểu như là để hỏi coi mọi người trong một năm qua trong nhà này là có xấu xa gì không. Xong rồi kiểu như con nít thì có đứa nào hư không, mà hư thì sẽ bị hù là bị bắt đi, mà thật ra không phải bắt đi, mà kêu nói như vậy là để cho những người lớn và con nít có một cái gì cái nỗi sợ mà sống càng ngày càng đàng hoàng hơn, tốt hơn.
coi như cuối cùng là Namahage với cái hình dáng rất là ghê rợn, nhưng mà thực chất lại là người bảo vệ những người ở ngôi làng này. Đằng sau cái bộ mặt xấu xí thì là một cái tấm lòng tốt, cũng như là một cái vị thần, thực sự gần như là một vị thần để được mọi người thờ phụng. Khi mà có những cái sợi rơm của cái nhân vật đóng vai Namahage rớt ra thì mọi người chạy lại lụm để giống như là may mắn vậy. Đây, bây giờ thì nè, Miko khoe với các bạn là Miko có rơm may mắn ở trên tay nè. Bây giờ rất là vui vì mình được hiểu biết nhiều hơn về đất nước bạn, có những cái truyền thuyết như thế nào. Rồi có một cái lucky charm ở bên mình nữa. Miko xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những dịp tìm hiểu khám phá tiếp theo của Du lịch Kỳ Thú nha.